không một bóng người luôn, tại vì mình đi tới sớm, mình là chuyến bay sớm nhất là 10 giờ rưỡi sáng. Trời ơi, cái lao gì mà giờ này không ai mở cửa hết trơn trời ta. Coi nè, đây nè, trời đất ơi sao mà thê thảm như vậy. Là phát thái nè mà ta xào gì đâu mà trời đất ơi chèm nhẹp hết trơn. Hấp dẫn không? Mì thuyền ở đây người ta nấu một tô nhỏ nhỏ nhỏ, nghe nói một người ăn là 4-5 tô luôn á. Người Thái á, ủa bự quá à. Nhiều hơi nhiều, chết cha nhiều quá. Chào buổi sáng các bạn. Chào bà cô chú. Hôm nay gia đình của mình là check out khách sạn. Bây giờ hiện tại giờ là 4:45 sáng. Vậy check out khách sạn là tại vì trong chuyến đi của mình là anh Cường và chị Thủy là phải đi ra phi trường sớm, cho nên là tụi mình đi với anh chị luôn. Và bây giờ là mới check out xong, mình đưa các bạn đi ra phi trường. Người ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho tụi mình tại tụi mình đi sớm. Bạn nào mà đi sớm giống KT có thể yêu cầu họ làm đồ ăn sáng sẵn á, rồi mình tới mình pick up lúc mình check out các bạn. Rồi. Anh chị ngủ được không? Chưa ngủ chập chờn sợ ngủ quên. Ủa cứ mở thôi alarm không? Anh mở alarm rồi, anh cũng chạy rồi. Thì ráng một chút rồi anh nói chạy đi chạy sợ trễ. Tới đây cái là trời bắt đầu hừng sáng tí xíu rồi đó. Giờ tụi mình đi tàu cano. Tàu cano vô bờ rồi mới đi ra phi trường. Từ đây ra phi trường 1 tiếng nha. Tạm biệt Vinpearl, hẹn ngày gặp lại nha. Rồi, ba anh chị, dạ trời. Sẽ nhớ anh chị nhiều lắm, anh chị nha. Nhớ giữ liên lạc nha. Chừng nào xuống em nhớ là. Dạ. Cảm ơn em nhiều lắm. Everything cái gì cũng phải giữ hết. Dạ. Khe nha em, coi chừng nhỏ nha. Dạ, em kia chị. Anh chị định chắc anh ngủ rồi đó. Dạ, em ngủ rồi. Dạ. Dạ có rồi. Em có rồi, cảm ơn. Bye anh, thank you anh, dạ. Bye dạ, bye vậy. Buồn quá à. Đi chơi xong rồi chia tay vậy thấy buồn ghê. Bye các em. Thank you for everything. Hẹn gặp lại. Tại vì Thắng đi rất là nhiệt tình. Lần sau có đi là sẽ yêu cầu Thắng đưa đi nữa. Cảm ơn anh chị nhiều. Thôi chúc anh chị đi chơi vui vẻ. Thank you em. Thực lộ bình an nhé. Bây giờ mình mới tội nghiệp Thắng và Bác Tài. Tại lái từ ở đây Nha Trang ra Sài Gòn là 8 tiếng phải không em? Dạ, khoảng 7 tiếng chị. À, nếu 7 mà tiếng. Ăn uống là 7 tiếng chị, đi 6 tiếng thôi. Nhưng mà ồ vậy hả? Đi 6 tiếng mà ăn uống. Cho là 7 tiếng. Rồi. Ok, thôi thường lộ bình an nha. Nha. Đi đi, ừ, đi càng sớm càng tốt. Rồi, bye, bye. Ok, bye em. Take care. Mình review cho các bạn xem sân ga quốc tế ở Cam Ranh là Nha Trang. Không một bóng người luôn, tại vì mình đi tới sớm, mình là chuyến bay sớm nhất là 10 giờ rưỡi sáng ở bên sân ga quốc tế, còn của nội địa là chị Thủy và anh Cường ở bên kia thì không biết có người hay không. Còn bên đây là coi nè, có một người khách ở đang ngồi đợi đó thôi đó, còn như là vắng hoe luôn. Tụi mình tới sớm quá cho nên sẽ vô trong cái phòng lounge ngồi đợi, tại KT có cái thẻ priority pass á, cho nên mình vô trong đây được miễn phí nha các bạn, vô nó ngồi nghỉ ngơi. Ở trong này có hai cái lounge luôn các bạn. Nhưng mà mình ở cổng, gần cổng nào thì mình đi cái lounge cổng đó. Đây là phòng khách bông sen Lotus Lounge. Thông báo một tin buồn đó là người ta đóng cửa. Bây giờ phải đi qua cái lounge khác ở cái cổng 123. Đây các bạn, Business Lounge, Sun Coast. Trời ơi, cái lounge gì mà giờ này không ai mở cửa hết trơn trời ta. Coi nè. Người ta mở cửa 8 giờ, mình vô 8 giờ mà thấy tối hù không có ai á. Sau đó 8:06 người ta mới bỏ lên, mở đèn lên. Bây giờ chưa có gì đâu nha. Giờ ngồi đợi xíu. Bây giờ mình quay một vòng xem ở trong cái lounge có gì cho các bạn. Thì ở đây người ta có sữa, ha, có nước táo, nước cam, nước, nước lọc và tonic water và nước soda luôn. Có nước ngọt. Uống sữa với ăn cereal. Ở bên đây để coi có gì ha. Khoai với lại bacon. Đồ ăn bên đây nó sơ sài, nó có chỉ nhiêu đây thôi nè các bạn.
gà chiên và bò, nó nhìn giống như bò kho, rau cải. Trời ơi, đồ ăn bên đây nó không gần một góc bên Hàn Quốc luôn, mình nói thiệt. Trứng luộc, rồi dưa hấu với lại thơm có nhiêu đây nè. Trời đất ơi, sao mà thê thảm như vậy. Rồi, và đây là cơm. Đó, mà cơm không biết nó ăn miếng gì luôn á. Trà đào, wow, được, cái này được. Ui, có bia luôn. Bia Sài Gòn không đại ca? Nhưng mà tụi mình đâu uống bia đâu. Đại ca uống này không, em lấy cho anh chai. Ok, rồi vậy hai người một chai nha. Có cà phê. Thôi vậy đi lại lấy một chút xíu đồ ăn đi ha. Ồ, có mì gói nữa kìa, đại ca ăn mì gói không? Ừ. Lấy mì gói mình bỏ một cái tô hả? Vậy cái trứng này ăn được chưa? À vậy hả? Bây giờ mới thấy đồ ăn của khách sạn nè, lấy ra. Người ta chuẩn bị một người tới hai hộp, hộp bánh này ha, rồi thêm một cái hộp bánh mì trứng nữa. Ờ, rồi mà chay nước nữa, rất là tinh tế. Ờ, có chiếc cam luôn, wow. Và sẵn đây mình chia sẻ các bạn là trong cái lounge này á, là có chỗ đi tắm luôn nha. Ví dụ như dành cho bạn nào có nhu cầu đi tắm, ở trong đây cũng có luôn ha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên máy bay, hiện giờ boarding rồi nè các bạn. Nãy giờ tụi mình tới đây là sớm tới 4 tiếng đồng hồ luôn á. 10 rưỡi bay mà mới có 6 mấy là tới đây rồi. View nhìn đẹp chưa? Phải đi bộ lên đây, đi xe bus nè. Hả? Rồi mình đi lên trên đây. Tụi mình book cái phòng số 1 luôn các bạn. Thì các bạn ơi, cái hãng máy bay này là hãng Air Asia. Hồi 3 năm trước thì chỉ có đi từ Đà Nẵng qua bên Bangkok và hứa sẽ không đi hãng này nữa. Bởi vì lúc đó bọn là hủy chuyến bay của mình mỗi ngày luôn. Và mình sống trong lo sợ, tại vì hủy hoài và mình cứ làm việc với họ mỗi ngày rất là hồi hộp. Và mình lo hứa với lòng là không bao giờ bay hãng này nữa, Air Asia, mình rất là sợ. Nhưng mà không ngờ là từ Nha Trang mà bay qua bên Bangkok không có chuyến nào hết, chỉ có cái hãng máy bay này mà thôi. Cho nên là thì không có sự lựa chọn. Ai ngờ hôm nay người ta không có delay, người ta cũng không hủy chuyến luôn. Mình mừng lắm các bạn. Cảm ơn Air Asia rất là nhiều cho chuyến đi này. Mình book mình tự trả tiền nha các bạn. Không có ai tài trợ gì hết á. Mình review thiệt lòng. Nhưng mà nếu mà có sự lựa chọn, mình sẽ không chọn cái hãng này. Đó. Tại vì mình sợ lắm. Nhưng mà thật sự cái hãng máy bay này là giá là rẻ lắm nha. Nhưng mà do mình cơ hội giữ một cái giá rẻ và giá mắc hơn gấp đôi hãng khác, mình sẽ không đi hãng này. Bởi vì cái trải nghiệm của mình rất là đáng sợ. Nhưng mà hôm nay không có gì hết thì cũng mừng rồi đó. Và bây giờ là mình có mua đồ ăn, mình order đồ ăn. Mình chia sẻ các bạn đồ ăn của người ta nhìn như thế nào ha. Welcome aboard Air Asia on flight FD647 to Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand. Tổng cộng tụi mình bay là 2 tiếng nha các bạn, từ Nha Trang qua Bangkok. Tạm biệt Nha Trang nha, gặp lại nha. Đây là món ăn của gia đình uncle chính là gà nè. Đó. Còn này là nasi lemak. Cái này là mình phải mua nha các bạn. Và món này là Thai basil chicken with rice. Mấy cái này là khoảng chừng 5-6 đô gì á. Cái nasi lemak này là nó giống như đồ ăn của người Malaysia. Đó, là có đậu phộng nè ha, rồi có cá khô, rồi cơm, rồi trứng. Và cái sốt đặc biệt. Rồi cái này là món chicken and basil rice. Món này là món của người Thái, rất là ngon. Nếu mà ăn đúng cái nhà hàng là ngon lắm nha. Cái này gà xào lá quế. Ngon chưa Định? Dạ hả? Mời các bạn. Ăn cũng được nha. Cái này giống như cà ri á, thơm lắm, có đậu phộng rang ngon ghê. Còn này là ăn ké của đại ca, cơm gà với lá quế. Ăn cũng được các bạn.
cái này á là nó ăn cứu đói thôi chứ nó không có no đâu nha các bạn, tại vì rất là nhỏ, cỡ cái ngón cái đống tay của Phi Tri nè đó, cái đống tay của mình thì thôi á, nhỏ lắm. Tới rồi các bạn ơi, bay cũng nhanh lắm. Thái Lan đứng xếp hàng cũng cỡ 1 tiếng đồng hồ rồi mới tới baggage claim các bạn. Nhưng mà cái airport này á, mình thấy nó đỡ. Cái airport này là loại cũ, Đan Mon thì ở đây đỡ hơn á, chứ mà ở bên BKK là xếp hàng miệt mài luôn á. Ngay chỗ mà baggage claim là người ta để xe sẵn như thế này cho các bạn luôn, để bạn nào cần sử dụng thì có mà xài. Rất là tỉ mỉ chi tiết ha. Chỉ có mỗi cái vấn đề nho nhỏ vậy nhưng mà mình cảm thấy ấm lòng phải không các bạn? Vừa xuống lấy baggage á, ngay chỗ baggage claim là mình phải đi đổi tiền, tại vì mình phải cần đổi tiền để mình đi taxi về, mình đổi một ít thôi các bạn. Thì cái rate ở đây hiện tại bây giờ là đô USD là 34.6. You need passport. Đó, hiện giá hiện tại là mình đổi là 34.6. Đổi tiền xong rồi các bạn đi ra hướng nothing to declare ha. Nếu mà mình không có muốn khai báo mình đem gì vô thì mình đi hướng này. Kế đến là các bạn đi tới cái cổng số 8 đó, các bạn thấy số 8 không? Vô trong đây thì người ta sẽ gọi taxi cho các bạn. Rồi mình phải lại lấy cái ticket nè, ngay chỗ đó kìa, tại không lấy là không có số, người ta phải gọi từng số từng số. Người ta nói là leader cộng thêm 90 bạc nữa. Tại vì tùy theo bao nhiêu người á, rồi bao nhiêu hành lý á, người ta cộng thêm. Người ta đưa mình cái tờ giấy này nè, đó. Rồi mình đi theo, mình đi theo người hướng dẫn chở mình đi nè các bạn. Đi xe lớn. Cuối cùng thì Bangkok nha. Tới Bangkok rồi các bạn ơi. Ở bên Thái Lan nè các bạn. Thì từ phi trường đi tới khách sạn của KT ở là khoảng chừng nửa tiếng nha. Ở phía sau chỗ ngồi trước là ta để cái bảng giá nè. Bangkok Airport đi Bangkok 700-800 baht. Cái giá này mình thấy mắc hơn mấy năm trước rất nhiều ha. Rồi đó các bạn thấy không? Rồi đi Pattaya là 2000. Rồi đi đó có giá cả hết trơn. Nhưng mà hồi nãy lúc mà mình check, nếu mà các bạn book bằng boat á, thì rất là rẻ, khoảng chừng 100-200 baht thôi. Mình không ngờ đi taxi lại giá cao như vậy luôn. Mà hồi nãy á, mình nghĩ là nó giống như hồi lúc trước mình đi các bạn, tại hồi lúc trước mình đi chưa tới 200 baht. Tới khách sạn các bạn, khách sạn này mình book theo lời của nhiều bạn gọi là review là 4 sao, 4 chấm mấy sao luôn. Các bạn nhìn xung quanh này nhìn đẹp lắm, nhưng mà cái con đường đi vô khách sạn đó, nó nhỏ xíu à. Đó. Tại review thấy tốt quá cho nên mình mới book cái này. Đây là đại sảnh lobby á các bạn. Nhìn ở trong hình ta chụp đẹp lắm các bạn ơi, nhưng mà ở ngoài thì nó hơi nhỏ, có chút thất vọng. Một lát mình review giá cả nha. Rồi, đi rồi mình vô nha. Bấm chuông cái. Okay. Con tìm chỗ mở đèn lên. Wow, cái phòng nhìn lạ quá ha, mà sao không có thấy view gì hết trơn ta? Ui. Không phải. Ủa chứ cái gì? À restroom hả? À ok. Để mở đèn lên nè, mở đèn lên. Chỉ có view. Ôi, không có view gì hết các bạn ơi, cái này là cái view chút xíu vậy thôi, freeway vậy thôi. Vậy mà là mình đọc review mọi người kêu là phải ở đây nha, tại vì nó rất là đẹp và thoáng, rồi gần nhiều chỗ nhà hàng ăn uống rồi đó. Nó gần á. Ôi thì nhìn cái này là modern, cái dạng modern. Một đêm bây giờ mình chia sẻ các bạn nha. Thì khách sạn này cái giá là khoảng 62 đô cho một đêm. Đó, khách sạn này là 3 sao nha các bạn.
Nhưng mà khi mà người ta review á, là người ta review 4.5 sao. Nhưng mà thật sự khách sạn này không có hồ bơi. Cho dù bạn Google bạn hỏi cái khách sạn này là Vix Bangkok Hotel có hồ bơi không, người ta nói có nhưng mà thật ra không có hồ bơi nha các bạn. Đó, thì khách sạn này, cái này là giường king. Giường king ngủ được 3 người. Khi mà mình book khách sạn lúc nào cũng phải để đúng số người. Ví dụ 2 người lớn, 1 trẻ em bao nhiêu tuổi. Và bây giờ mình review cái nhà tắm ha. Đó, phòng cũng lớn, rộng lắm. Cái phòng này là bự nhất, mình book cái phòng bự nhất và mỗi tầng á, người ta chỉ đúng một phòng mà thôi. Ok, thì đây là toilet. Thôi mình không review toilet nha. Nhìn rất là sạch, ở trong đây cũng có chỗ cắm điện luôn. Nãy giờ đụng rất là nhiều cho nên là rửa cái tay cho sạch. Ô mẹ. Ừ. Khăn đấy, tắm. Ông bà cô chú chắc cái này lên 2 sao được. Tại ông thấy cái ông bà cô chú thấy nút này không? Nút này là nút YouTube nè. Rồi nếu mà mỗi lần con đi khách sạn con thấy cái nút này là nút YouTube nè, con phải cho cộng 2 sao. Trời ơi, bỏ tay. Rồi ở đây là phòng tắm. Đó. Đây là phòng tắm ha. Sạch, nhìn sạch sẽ ha. Đó, lúc mà mình đọc review mình thấy người ta để sạch sẽ mình thích lắm. Mình sợ nhất là cái phòng tắm không được sạch. À, rồi khăn tắm quá chừng đây nè. Ồ, người ta đưa 2 cái khăn tắm đây. Đó, khăn tắm. Rồi ha. Nền ok. Rồi bây giờ vô qua tới đây là coi cái tivi. Nãy chưa mở tivi lên. Nhìn ở trong hình nó đẹp lắm các bạn ơi. Và đây là, nói chung ở đây là có cái bàn làm việc thì cũng ok á. Rồi, thấy cũng ok. Giá một đêm 62 đô thì cũng ok nha, tương đối ok. Bình thường khi chị ở khu Central World, nhưng mà hôm nay mình muốn ở khu cái Victoria Monument. Mình muốn thử xem như thế nào cho nên mình dọn qua đây. Thì nhiều bạn review đây tốt quá cho nên mình book ở đây. Nhưng mà lần sau mà mình có đi Bangkok chắc mình ở khu Icon Siam á các bạn. Khu bên đó thì khách sạn cũng tốt lắm. Có Novotel nè, có nhiều khách sạn bên đó, để lần sau mình qua bên đó. Và bây giờ là tụi mình sẽ dọn dẹp unpack rồi sẽ đưa các bạn đi ăn nha. Ở dưới khách sạn của KT ở ngay dưới đây luôn là có nguyên một cái khu ăn uống. Trà sữa, món gì cũng có nha các bạn. Có luôn cái tiệm Texas Chicken. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì tụi mình đi qua một cái khu gọi là Central One. Đối diện với khách sạn của KT ở thì mình đi đổi tiền. Cái mệnh giá ở đây là rất là cao. Ở bên hồi nãy chỉ có 34.6, này 36.2 luôn nha các bạn. Khi đổi tiền các bạn lưu ý nhớ đem theo cái passport nha. Bây giờ mình thử mình làm cái copy passport xem người ta có nhận hay không ha. Hello. Exchange. Thì các bạn ơi, ở chỗ này người ta không có chịu cái copy của passport, người ta bắt phải có passport. Còn không kỳ tụi mình đi lại cái chỗ khác thì người ta chịu nha. Cho nên tùy location ha. Và cái tiền này mình lỡ bị rách, không có biết, người ta không có chịu cho các bạn, người ta đòi tiền mới. Nè, rách một cái góc như thế này nè, thấy không? À, người ta không lấy. Bây giờ mình đưa các bạn đi tới food court, coi có gì ăn không ha. Food court nghe nói có gỏi đu đủ ngon lắm. Ở trong đây mở mới lạnh lạnh đã luôn. Bây giờ đi vòng vòng coi có gì ăn ha. Ôi, bây giờ trong đây là toàn tiếng Thái không mà không có một chữ tiếng Anh nữa. Chicken rice, no, chicken rice sao? Chicken rice. Được rồi, đi lại coi. Ủa, cái đó chiên kia đừng ơi. Muốn ăn là ăn mấy cái loại này nè, đừng có ăn. Nó muốn xào mới ra luôn nè. Cô Lý ngon á. Ồ, được á. Nhưng mà giá sao không biết, để cho nó toàn tiếng Thái không. Đây là giá cả, đây giống như là cơm chiên. Với lại gà và có trứng luôn, có 79 bạc. Hồi nãy ăn trên máy bay nhớ không, là 180 bạc thì phải. Yeah. Đó, bây giờ coi cái giá cả đi ha, 79 bạc. Dumplings and pad thai. Pad thai không? Ok. Chicken pad thai. Cà tiêu. Nướng. Nướng. Yeah. Yeah. Đây là anh đồ ăn phát thái. Mẹ ơi. Đây là anh đòi ăn cái này nè, ăn cơm gà nè. Đó. Một thì để cho người ta thối đi con.
Ồ, con nói sao? Cái này là cái dĩa của gia đình nè, đó. Cơm gà, hy vọng ngon nha. Wow, sức này ngon lắm. Ngon dữ vậy hả? Rồi, gia đình ăn cơm thử coi có thích không con? Dạ, bây giờ con chỉ ăn chút xíu rồi. Ừ, trộn lên ăn. Trước hết con thử cái này. Cho có dầm nước thôi. Đây nè, đây nè. Cái này là thái thái nè, mà ta xào gì đâu mà trời đất ơi, chèm nhẹp hết trơn. Ngon không gia đình? Trời ơi con. Ngon không con? Ngon. Ngon quá hả? Nhưng mà ảnh khen cái nước súp ngon lắm ông bà cô chú ơi. Cái dĩa này là 75 bạc. Mình gọi một cái gọi đu đủ. Mời các bạn. Cái nước lèo thơm thiệt. Ăn thử cái gỏi coi. Wow, gỏi đủ cay. Để đi mua nước. Cay thiệt nha. Dạ, sẽ thích cái này có đồ hủ. Sao kê con múc con ăn thôi con. Trời, cái gỏi đu đủ này ngon nè, mà nó nhiều bột ngọt quá nha. Nhưng ngon. Mà bây giờ con phải nói không bà cô chú, cái này là ngon nhưng mà không có ngon đủ lắm. Con chắc con không có ăn được. Tại sao? Cái gì ạ? Con cho 3 sao. Cái này có trứng muối. Nè hả? Cho 3 sao à? Gỏi đu đủ ngon các bạn. Người ta làm á, cái vị chua ít lắm, cái vị ngọt của bột ngọt nhiều. Nhưng mà ý nó ngon á, là người ta làm nó cái đậm đà. Và cái cẩm đu đủ á, nó giòn rụm mà. Cơm gà. Cái này tao nấu bằng nước súp gà luôn à. Lạ rất à. Mình hỏi ảnh cho lựa chọn là đi ra ngoài ăn đồ ăn ngon, rất ngon, nhưng mà nóng ta không có máy lạnh, và đồ ăn ok thôi, ở trong phố khối có máy lạnh. Ảnh chọn nè, ảnh chọn cái máy lạnh mà ăn ok thôi. Nè không phải ok. Con này, cái này con cho 100 triệu sao. Ghê vậy. Cái sauce này con thấy mẹ khi ăn. Con thử. Cái bánh thái á, nếu bạn ăn qua Thái ăn nhớ nhắc người ta bỏ ít đường, tại vì nó ngọt quá trời ngọt luôn. Mà hồi nãy mình quên nói á bạn, quên giờ ăn rồi mới nhớ nè, nó quá trời ngọt luôn. Đường không à, cái món này ăn ngọt ngọt quá mà nó không có thơm mùi chảo luôn. Ăn ngoài đường phố street food mà nó ngon hơn nha. Đóng nghẹt nè. Không có chỗ ngồi luôn. Con với mẹ sẽ bị mập luôn. Ngọt quá, không được ăn này. Ăn đó đi. Mập thì thôi con ăn này đi. Con ảnh lên xong game mà con với mẹ sẽ bị mập. Gà chiên. Gà chiên nguội ngắt á. Ăn bốc nuôi đồ không? Không ngon à. Để cái nói trong này không ngon thôi, đừng gọi nữa. Tụi mình ít khi nào rất là hiếm bỏ đồ ăn, trừ khi nó bị dở quá chịu không nổi không ăn, hay là bị hư, chứ hiếm khi nào bỏ đồ ăn các bạn. Rồi bây giờ con được không? Tôi thấy số 1 là cơm gà, số 2 là súp, số 3 thái, và số 4 là cái đó. Con chưa có ăn mà sao không biết số 4 ngon, ngon nhất luôn á. Ăn uống xong mình đi làm móng tay. Ở đây người ta có nhiều tiệm làm nail trong đây quá trời luôn á. Mà ở đây người ta không có chịu ngâm acetone để mà lấy cái móng ra, người ta cà như vậy nè, nó rát cái móng tay lắm. Xong rồi các bạn,
mừng quá. Tại vì biết sao, cái móng tay của Katie bị gãy hõm rài mà không có thời gian, tại đi tour đâu có thời gian đâu làm. Hôm nay ngày đầu tiên Katie tới Bangkok và đi ăn, vô tình thấy trong khu này ai cũng làm móng tay nhiều chỗ lắm. Cho nên mình không có chia sẻ cái tiệm nào, bạn vô bạn hỏi giá nha. Hình như mình thấy tương tự nhau, nhưng mà hình như ở bên Thái làm nó khác bên Việt Nam. Tức là người ta giũa, người ta cắt da không có được. Người ta không biết cắt da hay sao, các bạn nhìn cái cách cô này cắt da cầm cái kềm là biết rồi. Cổ khựi, cái da của mình cổ khựi chứ cổ không có cắt. Cổ khựi, cổ dít lưng, cổ dít chứ không phải khựi này. Cổ dít, dít, dít cái da lên đó, nó lủng lỗ luôn các bạn. Và giũa không có đều thì phải lấy cái giũa. Rồi mình tự giũa, tại vì cổ giũa không có đều mà mình là đâu phải là chuyên nghề, giống như này đã bị méo luôn nè. Rồi mình phải tự giũa lại cho nó đỡ một chút. Chưa nãy lên ngón tròn, ngón nhọn á, kỳ lắm. Hình như ở đây người ta làm vậy hay sao? Có bạn nào làm móng tay ở bên Thái rồi thì chia sẻ với Kichi nha. Tức là người ta không biết cắt da, người ta khửi không à các bạn. Nhưng mà thật sự mình rất là happy là biết tại sao. Móng tay của Katie gãy hõm rài nhìn thấy ghê lắm. Mà không có thời gian đi làm cho nên giờ cổ làm vậy là mình mừng lắm luôn rồi các bạn. Thì tổng cộng Katie làm cho hai bàn tay móng giả, tại vì cổ không hiểu mình nói. Mình bị gãy hai móng, mình chỉ muốn làm hai móng. Rồi còn lại là móng thịt của Katie không à. Cổ cắt hết, ngắn hết luôn. Là mình dưỡng từ nào giờ cổ cắt ngắn hết luôn. Nhưng mà thôi kệ. Ở đây hình như là người ta không có nói tiếng Anh được luôn. Tại vì mình nói mấy chuyện mình ra dấu không mà các bạn. Nhưng mà thôi, mình vui lắm rồi. Trời ơi, bây giờ cái bàn tay nó đều, mình vui với sợ luôn. Bạn nào mà qua Bangkok, Thái Lan mà không biết làm móng tay đâu, theo mình nghĩ nha, mình thấy ở trong đây nè, Central One nè, là đông nghẹt luôn. Bạn vô đây là quá trời người làm luôn. Bạn thao chọn, hỏi giá rồi cái cách. Nhưng mà người ta không nói tiếng Anh được, cho nên là hồi nãy mình đi vòng vòng, mình hỏi người ta có đắp bột không, không ai biết đắp bột hết. Người ta không biết, người ta không biết làm deep. Người ta chỉ gắn móng giả lên thôi. Nếu mà cái móng tay ngắn á, người ta gắn lên, móng tay nào gãy người ta gắn. Nhưng đa số người ta nói tiếng Anh không được, cái người ta nói người ta không có biết gắn móng giả. Nhưng mà thật ra người ta biết gắn, chỉ là người ta không hiểu thôi. Cho tới lúc cái cô này cậu đem cái hộp móng tay giả ra thì mình mới ra dấu được. Chứ mấy cái bạn kia không hiểu mình nói gì hết. Trên cuối cùng mình làm ở đây mà tên cũng tiếng Thái không mà, mình nghĩ là các bạn vô đây rồi hỏi nha, hỏi người ta rồi đưa, kêu người ta đưa cái hộp móng tay giả để gắn vô ha. Đây là giá tiền người ta làm móng tay nha, các bạn có thể Google hay là Translate để biết cái giá tiền ha. Đó, đây là buổi chiều ở Bangkok các bạn ơi. Bangkok là kẹt xe khủng khiếp lắm, nhất là giờ khoảng 5 giờ kẹt xe lắm, cho nên là đi đâu mà bạn đi taxi là kẹt cứng ngắc luôn. Người ta đi tàu ngầm, tàu điện nhiều là vậy đó. Mà thời tiết này nóng lắm nha các bạn, nóng cực kỳ luôn. Và các bạn ơi, bây giờ tối rồi, mình đưa gia đình đi ăn mì thuyền. Mì thuyền rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Thì ở đây là người ta có hai tiệm. Một tiệm là Phayat Noodle Boat, còn bên đây thì thêm một tiệm nữa mà mình không có biết gọi là gì. Nhưng mà mình nghe nói cái tiệm này ngon lắm. Bây giờ mình vô mình review cho các bạn nghe, nói giá rẻ mà ngon nữa. Đi chưa đây? Hấp dẫn không? Mì thuyền ở đây người ta nấu một tô nhỏ nhỏ nhỏ, nghe nói một người ăn là 4-5 tô luôn á. Hấp dẫn quá trời ơi, ôi ôi, hấp dẫn quá. Cái sợi nó nhìn giống như bún gạo vậy, nhưng mà ở đây người ta gọi là mì thuyền. Ủa, phải không ta? Hay là người ta gọi khác ta? Mì thuyền là phải cái mì chứ ta. Mà cái tô chích 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 à, thơm quá trời luôn. Mình đi tới cái giờ sắp đóng cửa cho nên hơi vắng. Cái giờ đóng cửa của người ta là 9 giờ nha. Wow, mừng quá, ở chỗ này có máy lạnh các bạn ơi, mừng quá. Trời ơi, lúc nãy biết gì hồi trưa này mình đi ăn thôi, mình tưởng đâu là nóng không dám ăn. Đây là bảng giá nè các bạn. Đây, một tô chỉ có 18 bạc. Cho nên là người ta nói là một người ăn khoảng 4-5 tô mới được á. Tại vì nó nhỏ nhỏ đó các bạn. 18 bạc là có khoảng 50 sen mà thôi. Sawadika, trên ăn thế nào con? Mẹ gọi cái bò cho con hả? Hay gà? Khô hay là ăn nước nè? Khô, nước. Nước hả? Nước. Đây nè, cái này ha.
noodle soup with pork nha, không có gà. This one nóng egg noodle. Chicken soup with pork. Shrimp khao soi. Oh, this one is the big size. Big size, okay. Oh, then long, long, long. This one, okay, okay. Rồi hai phần tấp mỡ, một phần tấp mỡ này là 18 bạc. Rồi vậy hả? Rồi cũng mỡ ông bà cô chú nha. Đói lắm. Đói hả? Đồng là quay video kia cũng đói lắm. Như tuổi ăn tuổi lớn cho nên lúc nào anh cũng đói bụng, anh ăn như là anh đi bộ rất là nhiều các bạn. Một ngày chơi đình đi bộ hơn 10.000 bước chân. Ngon hả chơi đình hả? Cái này chắc kêu thêm quá. Tóp mỡ mặn mặn ngon quá và rất là giòn. Ngon hả chơi đình hả? Cho mấy sao con? Gọi ra rất là nhanh luôn các bạn. Cái tô lớn này là 63 bạc, còn cái tô nhỏ này là 18 bạc, có chút xíu à. Ở trong đây có rau muống nè. Này gia đình muốn ăn tô nào con? Muốn ăn mì hay là muốn ăn noodle hay là ăn cả hai? Noodle. Em muốn ăn này đúng không? Rồi cho gia đình ăn đó. Cái nước lèo là nó giống nhau hết các bạn, chỉ là topping khác thôi. Nước lèo thì có một nồi à. Mày cũng bỏ tóp mỡ vô ăn luôn. Cái này là da heo không phải tóp mỡ. Da heo đúng rồi. Mời ông bà cô chú chứ. Ô đúng rồi, bỏ ớt vô. Biết, nó là meat bò, ăn đi con. Cho ớt vô, nhưng mà mình thích ớt tươi, nhưng mà hình như người ta không có ớt tươi á. Thôi kệ đi. Mời các bạn nha. Mình thấy là đây ăn mấy cái tô nhỏ nhỏ thích hơn. Tại vì ăn được nhiều vị khác nhau. Nó hơi mặn. Cái nước này hơi mặn, đậm đà. Nó thơm mùi gì biết không? Thảo mộc. Nhưng mà cái da chả cá thì nó hơi cũ nha. Chả cá không có tươi. Da heo thì ngon á. Ôi tới nè. Ô cái này là chicken khao soi. Khao soi là cái món này là giống như cà ri vậy các bạn, của người Thái. Ồ bự quá à. Nhiều hơi nhiều chết cha, nhiều quá. Mẹ ơi mày gọi nhiều quá. Nhiều quá thôi kệ, ráng ăn. Không biết nhiều gọi nhiều như vậy. This one is shrimp. Khao soi á là cái món giống như là cái nước sauce, giống như nước cà ri đi. Nó còn hơi có nước một chút và người ta làm những cái sợi hoành thánh giòn mà sợi sợi như thế này nè. Cũng rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan. Nhưng mà người Việt của mình á là ít ai biết cái món này lắm. Đa số là biết thơm dâm. Đó, quá trời quá đất. Bây giờ mình mời con. Ngon không con? Mình thấy cái khao soi ngon hả? Cái hoành thánh nó ngon. Thơm dâm. Thank you. Người ta làm nhanh quá trời luôn mà mình chưa kịp quên kêu người ta làm từ từ thôi ha. Bạn nào mà tới ăn á kêu từ từ thôi, tại người ta làm rất là nhanh. Mình quên vụ đó các bạn. Gọi như vậy người ta đem ra một lượt đó, ăn nó không kịp hết, nó không có ngon. Mời các bạn nha. Nó giống như chan nước cà ri của mình vậy đó. Khao soi á. Có nguyên đùi gà. Mà đùi gà này là đùi gà công nghiệp chứ không phải gà ta hay là gà da ha. Béo béo, thơm nặng mùi cà ri luôn. Không phải cà ri của Thái mà mình hay nấu, mình chia sẻ các bạn nha. Cái này là cái cà ri ăn tương tự cái cà ri của mình hay là Ấn Độ á. Thịt gà rất là mềm, không có độ dai. Trời ơi thịt trời. Cái món này gia đình thích nè, tại vì cái này là món cà ri á gia đình. Con sẽ thích này nè. Nè, mình cho con thử nè. Con hút cái nước súp á. Wow. Mời ông bà cô chú nha.
Mình hấp cái nước á cay. Cái món hơi ủng là cái món này nó mặn cay quá vậy hả? Cái món khao xôi thì cay, con phải cho bông xoài. Chơi đỉnh là cay nhưng mà đối với mình thì không cay, nhưng mà món này ngon nè. Bây giờ ăn thử cái này đi. Này, cái này là lòng bò. Rồi người ta nấu cái tô hơi lớn nha. Đây, đó, con lá mía nè, bào tử nè, lá sách nè. Có cần nè. Mời các bạn. Cái nước lèo này thì nó đỡ mặn hơn. Ăn thử cái miếng lá mía. Bùi bùi ngon. Có ớt tươi. Thử này luôn. Cái này là loại khô nha các bạn. Còn mình trộn lên. Nhưng mà cái loại này là nó chua. Người ta nói là loại này chua chua và nó khô. Nếu mà các bạn muốn gọi mà ăn nhiều quá thì đừng gọi tô lớn. Tô lớn là 60 bạc. Mình thấy đằng sau rút kinh nghiệm á, gọi tô nhỏ thôi. Người ta có sự lựa chọn mà. Tại mình không biết á. Cho miếng cần lên. Chua chua ngọt ngọt. Cái vị chua nhiều hơn. Cái này ăn hơi lạ. Mà các bạn có công nhận cái giá đây rất là rẻ. Rẻ so với lại mình đi vô trong food court. Mà ăn ngon. Ngon hơn trong food court các bạn ơi. Trong food court hồi trưa mình ăn thấy không có ngon. Mà hồi trưa tưởng đây không có máy lạnh. Hơn cho mẹ. Ừ. Cái tiệm này sát bên. Sát bên khách sạn của mình. Đi bộ 3 phút. Trăm bước. Trăm bước à? Công nhận gần ghê. Giờ ngồi quay hai mẹ con chạy ngồi chạy nước biếng luôn. Miếng này mà này mình giờ nhìn giòn giòn ngon ghê, cái màu vàng tuyệt là đẹp. Em thử ha. Thử thích đại ca ăn hết nguyên cái bàn này nha đại ca. Chắc không phải như vậy rồi. Chúng ta bỏ nhiều ăn cũng uổng. Dạ, bây giờ con cho đại ca thử. Nó cà ri mì cà ri này là lạ ha. Đại ca ơi. Như thường là đầu tiên ăn cái thể loại giống vậy ha. Gia đình muốn đại ca thử cái món của anh ăn hết nguyên tô luôn đại ca ơi. Wow. Thì chắc là thích ăn cái món đó, cái tô luôn. Ăn nguyên tô luôn, tô đó tô bự á. Nghe cho thử hả? Thấy ngon không? Thì con thấy thì vừa ăn mà nãy em nói cái nào mà cái đó mặn mặn hả? Tô của em ăn là tô này nó hơi mặn. Tô này cũng... Thấy là nó cái vị nó khác hay sao? Hay là cái tô của gia đình nhiều hơn? Chắc nhiều nước hơn, nhiều nước hơn, nhiều vậy hơn. Cái nó nhỏ, ít, cái nó đặc hơn. Rồi cái tô khảo sơ của đại ca do mấy sạc? Thơm mì cà ri mà không có nồng lắm. Không quá mặn, vừa đậm đà mà không quá mặn. Không quá ngọt, cay vừa đủ. Chắc 4 trên 5 sao. Rồi chúc mừng cha mẹ và con. Mình được ăn hết 5 tô mì bự. Rồi 4 tô mì nhỏ. 2 tô thôi à, cái đó là nửa mỡ. 2 tô tấm mỡ. Anh ý anh nói anh chúc mừng là ăn hết chứ không có bỏ mứa. Trời ơi, ăn sập luôn nè các bạn coi nè. Cái tô gia đình nè. Ăn thấy thương. Ít có ăn ghê. Đi tìm trà sữa uống nha. Ăn xong đi tìm trà sữa uống. Wow, các bạn ơi, ăn quá trời nguyên bàn luôn. 372 bạc, tức là 10 đô rưỡi. Còn chai nước làm được viên nha các bạn. Wow, cực kỳ rẻ luôn, ăn đầy bàn rồi. Và các bạn ơi, bây giờ là tối lắm rồi. Mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu như thích nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha.
Cảm ơn bà cô chú màu cây của mẹ của con. Mong bà cô chú nhớ bấm nút like và subscribe nha. Con chúc mong bà cô chú một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha. Cảm ơn chị Đình. Và mình muốn chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Các bạn ơi, sẵn đây cho KT thông báo là sắp tới lễ July 4 rồi, cho nên là tiệm KT có promotion rất là đặc biệt mà chưa bao giờ có promotion này luôn. Đó là gì? Đó là bắt đầu từ hôm nay, tiệm nếu như mà các bạn gọi vào đặt 5 hộp yến, yến trắng hay yến vàng đều được nha, sẽ được free ship toàn nước Mỹ và sẽ được tặng thêm một cái túi năm chân. Đó, cái túi ngâm chân nhìn như thế này nè các bạn. Thì cái túi này trong đây có 5 gói lọc, trong đây là có thuốc ở trong đó nha các bạn. Làm từ Tây Bắc và bạn bỏ vào nước ấm để mà mình ngâm chân, để mình giúp cho ngủ ngon và chống đau nhức á các bạn. Thì cái này là rất là tốt luôn, hổng rày tiệm của KT bán rất là hot. Một túi như thế này là 20 đô nhưng mà sẽ được miễn phí cho các bạn nào mà mua 5 hộp yến. Còn bạn nào mà mua 10 hộp yến á, thì sẽ tặng một chai sâm hay là một hộp yến và cộng thêm một cái túi ngâm chân này thế này luôn các bạn. Hôm nay thì bán rất là hot luôn, không có về kịp để mà bán cái túi này. Nhưng mà hôm nay vừa về tới là KT cho promotion liệt. Bạn nào mà muốn mua thêm cũng được nha. Một túi như thế này là 20 đô, trong đây có 5 gói nha các bạn. Và nếu như bạn nào mua một hộp sâm mà 5 chai, hộp sâm 5 chai á, thì hiện tại đang cũng giảm giá. Bình thường là 398, đang giảm còn có 248 mà thôi. Và khi mà bạn mua một hộp sâm như thế này á, là sẽ được tặng thêm một cái túi ngâm chân mà còn được free ship nữa các bạn. Đây là lần đầu tiên KT có promotion này. Còn nếu mà bạn mua 2 hộp sâm thì KT sẽ tặng cho các bạn thêm một chai sâm và thêm một cái túi ngâm chân như thế này luôn, và cũng được free ship toàn nước Mỹ luôn nha các bạn. KT cũng có ship châu Âu, châu Á, Canada, châu Úc luôn và cũng tặng như thế này. Nhưng mà tiền ship thì KT hỗ trợ một ít, tại vì ship ra nước ngoài thì giá tiền cũng hơi cao nha các bạn. Và sau ngày July 4 là hết cái promotion này nha các bạn. Cho nên là bạn nào có nhu cầu uống yến, uống sâm, uống yến cho làn da nó căng bóng như thế này nè, và nó tốt, nó có nhiều collagen và nó tốt cho khớp nữa, ngủ ngon và chống lão hóa. Còn uống sâm thì giúp cho mình, những bạn nào mà bị tê những cái đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay, làm việc nhiều và cũng bị đau những cái khớp như thế này, sáng ngủ dậy mà gỡ từng ngón á, thì cái sâm này uống sau 3 ngày sẽ thấy kết quả nha. Rất là tốt và có nhiều năng lượng, giống như mình đi làm mà mình quên ăn, mình làm nail mình quên ăn đi, thì uống cái sâm này vào buổi sáng thì rất là tốt cho sức khỏe và nó giúp cho mình nguyên ngày có nhiều năng lượng. Thì bạn nào có nhu cầu thì gọi vào số điện thoại mình để trên màn hình từ nãy giờ á. Thì khi mà gọi vào thì mấy em nhân viên sẽ giúp cho các bạn và sẽ ship tận nhà cho các bạn luôn nha. Còn những anh chị em cô chú nào ở chung quanh khu Bô Sa thì có thể gọi vào và sẽ có nhân viên ship tận nhà cho các anh chị em cô chú luôn nha. Còn sâm Hàn Quốc á, sâm cô đặt cũng mua 5 tặng 1 luôn nha các bạn, đang giảm giá mạnh luôn. Bình thường là cái hộp sâm này là 500 đô, bây giờ đang giảm giá 299 mà mua 5 tặng 1. Sâm khớp, sâm nước, đó là những cái sâm bột, sâm nước đều được sale mua 5 tặng 1 hết nha các bạn. Còn sâm này là sâm thiên hoàng là sâm cũ. Cái loại này rất là quý hiếm, bình thường là đang giảm giá là 1.600. Nhưng hiện tại đang có promotion là mình chỉ còn có vài hộp mà thôi, đó là 999 đô nha, một cho một hộp như thế này nha các bạn. Gọi là sâm thiên hoàng rất là quý hiếm của Hàn Quốc. Và bạn nào muốn đại lý, làm đại lý kinh doanh á, thì cứ gọi vào cái số điện thoại 714-726-9911 hay là liên lạc KT qua email. Muốn làm đại lý kinh doanh cho yến và sâm á, thì cứ liên lạc với KT nha. KT cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một mùa lễ thật vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân nha. Happy July 4! Kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội kỷ niệm 16 năm thành lập Teletron Luxury Lifestyles hoàn toàn miễn phí, diễn ra trong 4 ngày, thứ 5 ngày 4, thứ 6 ngày 5, thứ 7 ngày 6 và chủ nhật ngày 7 tháng 7 tại Teletron Bô Sa trong khu linh tượng Đức Thánh Trần bên cạnh Phước Lộc Thọ, quy tụ hơn 74 ca nghệ sĩ nổi tiếng Hồ Lệ Thu, Trần Thái Hòa, Thanh Lan, Nguyễn Hồng Nhung, Hồ Hoàng Yến, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Andy Quách, Trang Thanh Lan, Sĩ Đan, Lilian, Diễm Liên, Carol Kim, Đoàn Phi, Danh Hài Thúy Nga, Hoàng Nhung, Mạnh Cương, Gia Huy, Phương Loan, Công Thành và Lin, Tommy Ngô, Linda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh, Philip Huy, Mỹ Huyền, Việt Khang, Hoàng Nhất, Tuấn Châu, Bảo Vi, Tường Nguyên, Chế Phong, Như Mai, Phương Hồng Ngọc và còn nhiều nữa. MC Nam Lộc, Giáng Ngọc, Anh Dũng, Băng Châu, Khánh Hoàng, Oscar Nguyễn, Ban nhạc Hoàng Nghĩa, Trung Nghĩa. Đặc biệt trong 4 ngày nhạc hội Happy July 4 có sổ số miễn phí trúng ghế massage Made in Japan 15.000 đồng và nhiều giải thưởng giá trị khác. Ngoài ra, thố đất nung kho tổ chỉ 3 đồng, yến có trộn với đông trùng hạ thảo, một hộp 6 hũ chỉ 48 đồng, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 99 đồng. Nhiều
sản phẩm độc đáo lần đầu tiên sẽ được giới thiệu. Như Ineo Totale là sản phẩm y khoa thẩm mỹ sang trọng nổi tiếng của hãng Evology Israel, là medical device làm da săn chắc, nâng cơ mặt và vùng da dưới cổ. Lifetime warranty giá 11.950 đồng, sale đặc biệt 2.999 đồng. Lâm Lâm Laser là thiết bị y khoa thẩm mỹ đa năng thông minh và hoàn hảo nhất thế giới của Israel, giúp xóa nám giảm nhanh, nâng cơ mặt, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ. Lifetime warranty giá 18.750 đồng, sale đặc biệt chỉ 4.699 đồng. Nệm cứng luxury Lamborghini Italy giá 13.000 bớt 4.000 chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Tặng cặp gối Lamborghini 900 đồng. Ghế massage Shinka JP 3.000 làm tại Nhật với kỹ thuật trí tuệ nhân tạo 5D tân tiến nhất, với các chiêu thức kéo giãn gân cốt, xoa bóp vai cổ gáy rất chuẩn xác, bấm huyệt lòng bàn chân rất tuyệt vời. 5 năm warranty. Mua ghế massage Shinka JP 3.000 hôm nay sẽ được bài bác ghế Inada cũ 2.000 đô la. Đây là cơ hội duy nhất hiếm có để quý khách có thể trade in ghế Inada cũ để lấy về ngay 2.000 đô la. Xin hãy nhanh chân lên vì ngân khoản bài bác chỉ có giới hạn. Ghế massage M8 LE Neo Modo 2024 được mệnh danh là the best luxury medical chair made in Japan. Hai cánh tay mở đóng như cửa xe hơi, được sản xuất theo tiêu chuẩn xe Ferrari và được giám định bởi thiết kế gia Ken Okuyama. Giá 17.000 đô la, limited edition, được tặng máy rung tan mỡ giảm cân Dr. Fuji trị giá 5.000 đô la. Hãy chung vui với Teletron cùng hơn 74 ca nghệ sĩ trong nhạc hội Happy July 4 và anniversary 16 năm của Teletron vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí trong 4 ngày 4, 5, 6 và 7 tháng 7. Teletron trên đường Bosa gốc Magnolia, trong khu linh tượng Đức Thánh Trần bên cạnh Phước Lộc Thọ. Điện thoại 714-898-6999. Teletron Luxury Lifestyle 13818 Broadcast Cop Webmaster, trong khu chợ Hòa Bình Garden Grove và Islandnet Coffee. Điện thoại 714-892-6999. Trang nhà TeletronUSA.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ KT trong những thời gian qua. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu thích video này nhớ bấm nút like ủng hộ kênh KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.